Các bạn ơi, các bạn có biết là ná cao su này là mua để làm cái gì không? Người ta gọi là mua về bán chin, nhưng mình thì không có chin các bạn ạ. Các bạn mày hãy cùng xem mấy cái chỗ này đi, toàn là nương thôi. Tính ra thì con người nó nhiều hơn con chin rồi, không có chin cho mình bán rồi. Thì do là mình cũng thích bán ná thì mình chỉ mua về bán chơi thôi. Mình mua bán cái này này các bạn ơi. Đây các bạn ơi, mình mua ná để bán vào cái này thôi. Thì các bạn ơi, mình phải đứng đây bán nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy cái trắng trắng này không? Đây chính là cái mục tiêu mà để cho mình bán cho các bạn xem nhá. Các bạn ơi, cự ly đây nó cũng hơi xa xa thì không biết là máy phát mới trúng nha. Các bạn hãy cùng đón xem nha. Ô, trúng ngay rồi các bạn ạ. À, đúng là rất ok nha các bạn nha. Các bạn ơi, không có chin mà để mình dùng ná bán rồi thì chị mua ná để bán gà mộ an hay là mua ná để bán chin bồ câu của nhà để mộ an thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn cùng xem một cái video một thằng em trai hàng xóm nó bán bồ câu rất chuộn và rất chính xác cho các bạn xem nha. Nào, mời các bạn hãy cùng xem thôi đây. À, từ dễ đó, từ trồng từ dễ đó. Nó thế nào? Muốn xem nào? Đã trả cho vua tôi dùng, cho vua cha sổ ấy. Cho tôi mãi, 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 dạ dạ cả tôi muốn bắt bắt được quay đã trồng búa tới ui ôi trời bỏ chỉ trong kia nu chỉ tao mà chỉ cho chế đi nhá giờ tôi tao hết rồi giờ nu chi đâu rồi giờ tôi tao chỉ cho ôi 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 bán chuẩn lắm xem nào ôi chả chìa bán rất chuẩn nha các bạn nha.